nhiều khó khăn thách thức trong việc hạn chế dịch bệnh S tại Việt Nam và tại Lâm Đồng đến năm 2030 là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, hãy hành động để hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và tiến tới kết thúc đại dịch S tại Việt Nam vào năm 2030, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus ở mức thấp. Và đó cũng là chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng chống AIDS năm nay. Và đây là năm thứ 5 liên tục Việt Nam triển khai mục tiêu này. Riêng với tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực cho mục tiêu nêu trên, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Trung bình hàng ngày, phòng khám tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khám và điều trị từ 30 đến 50 người. Tuy nhiên, số bệnh nhân bỏ điều trị ngày càng nhiều. Hiện bệnh viện đang điều trị cho hơn 260 người, thì đã có 30 ca bỏ điều trị giữa chừng. Thì khó khăn nhất là cái bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân không có tập trung tại cái thành phố Đà Lạt hoặc là trong cái xung quanh gần đây, nhưng mà đa số là ở các huyện khác họ chuyển về hoặc là cái tỉnh khác họ chuyển về, thì cái phương tiện họ đi từng tháng thì họ rất là khó khăn, cho nên là đa số bệnh nhân là không có tuân thủ điều trị cho nó đúng, một số bệnh nhân thì bỏ điều trị. Ngoài những nguyên nhân nêu trên thì chi phí điều trị cũng là một vấn đề thách thức, khó khăn khi thực hiện mục tiêu 90-90-90, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus, và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh. Mặc dù mục tiêu này đã được Việt Nam cam kết thực hiện từ năm 2014, tuy nhiên các mục tiêu nêu trên đạt tỷ lệ thấp, trong khi thời gian còn lại thực hiện mục tiêu không nhiều. Tại Lâm Đồng, tính đến nay, toàn tỉnh hiện có hơn 1.400 người nhiễm HIV tích lũy, trong đó có hơn 630 người còn sống. Số ca nhiễm HIV mới hàng năm được ghi nhận với khoảng từ 50 đến 60 trường hợp. Toàn tỉnh có 12 trên 12 huyện thành phố đều có người nhiễm HIV/AIDS. Mô hình lây nhiễm HIV có sự chuyển đổi, đối tượng có xu hướng trẻ hóa, với hơn 80% tổng số người nhiễm mới nằm trong độ tuổi từ 20 đến 40. Khó khăn thì ở đây là sợ nhất, là cái ngại nhất là cái vấn đề kỳ thị. Người ta là khi mà thí dụ như một sản phụ mà mang thai, tức là một bệnh nhân mà mang có thai mà nhiễm HIV, mình xuống mình tư vấn thì làm sao để cho người ta uống thuốc, hoặc là người ta rất ngại cái chuyện mà uống thuốc. Cái thứ hai nữa là người ta cũng sợ là chồng, tức là nếu không may là chồng âm tính hoặc là vì chưa xét nghiệm, chưa phát hiện được. Nhưng mà đó là vấn đề mà sợ nhất người ta, là cái mặc cảm khi mà đến được cái cơ sở y tế. Để đạt được mục tiêu 90-90-90, kết thúc dịch S tại Việt Nam cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng còn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình chưa thể thực hiện được. Con số tích lũy và phát hiện mới hàng năm vẫn chưa thể kiểm soát được. Việc xét nghiệm HIV chỉ được phép trên tinh thần tự nguyện. Bình quân mỗi năm, trung tâm chỉ thực hiện được từ 15.000 đến 20.000 lượt xét nghiệm. Mặt khác, sự kỳ thị, phân biệt đối xử vẫn còn là một rào cản trong thực hiện mục tiêu này. Và đương nhiên, khi mục tiêu 90 đầu tiên khó thực hiện thì chưa thể đánh giá hiệu quả của hai mục tiêu tiếp theo. Trong khi đó, do chưa có điều kiện tổ chức xét nghiệm được tải lượng virus một cách thường quy, cho nên chưa có những số liệu cụ thể về số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định. Điều này đã đặt ra cho chương trình phòng chống HIV/AIDS phải có những điều chỉnh thích hợp trong tình hình mới. Để đạt được cái mục tiêu 90-90-90 theo cái chủ đề của cái tháng hành động quốc gia phòng chống HIV năm nay, thì Lâm Đồng chúng ta cần triển khai cái việc thứ nhất là tuyên truyền vận động để người dân trong cộng đồng tiếp cận đối với các cái cơ sở tư vấn xét nghiệm về HIV, để làm sao mà người nhiễm HIV, những cái người mà có nguy cơ lây nhiễm HIV là được làm xét nghiệm và phát hiện xem là tình trạng nhiễm HIV của mình có bị nhiễm HIV hay không. Cái thứ hai nữa là sau khi mà những người mà đã được phát hiện bị nhiễm HIV thì được chuyển tiếp tất cả các cái dịch vụ toàn diện đối với người nhiễm HIV, được quản lý điều trị về cái thuốc kháng HIV tại các cơ sở điều trị thuốc kháng HIV, đồng thời là hướng dẫn cho họ chăm sóc điều trị và cái dự phòng lây nhiễm HIV cho những cái người xung quanh. Để đạt mục tiêu 90 90 90,
hướng đến kết thúc dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. Ngoài sự nỗ lực tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng xã hội, thì vai trò của người dân trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện và đạt được mục tiêu nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.